Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xoay ngang một trang giấy bất kỳ cho Microsoft Word. Ở đây tài liệu của tôi nó gồm có 5 trang, thì tôi sẽ xoay ngang trang thứ 2. Còn các trang còn lại tôi sẽ giữ nguyên là theo chiều dọc. Thì để xoay ngang trang thứ 2 thì tôi sẽ bắt buộc phải ngắt selection riêng cho trang này. Thì để ngắt selection riêng cho trang này thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt con chó chuột ở đầu của trang thứ hai này đó. Sau đó các bạn chúng ta vô một layout, các bạn chọn vào grid, sau đó các bạn chọn vào continue đó. Tiếp theo các bạn xuống trang dưới đó, tức là trang thứ ba, các bạn đặt ở đầu. Tiếp tục các bạn sẽ ngắt selection đó, vô grid, các bạn đặt, chọn vào continue. Rồi các bạn chúng ta vô một insert để chúng ta kiểm tra thử chúng ta đã ngắt thành công hay chưa. Ở đây cứ vô một insert, các bạn chọn vào một header này, sau đó các bạn chọn vào edit header. Thì các bạn thấy ở trang đầu tiên á nó là selection 1, ở trang thứ hai chúng ta ngắt nó đã là selection 2, và từ trang thứ ba trở đi á nó đã là selection 3. Chúng ta sẽ ngắt riêng ra cho trang thứ hai là một là selection đó. Bây giờ chúng ta sẽ tắt đi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành xoay ngang trang thứ hai đó, tôi sẽ chọn trang thứ hai, sau đó tôi vào một layout, tôi chọn vào đánh giá sổ xuống ở orientation này đó, tôi chọn vào xoay ngang. Rồi như vậy là trang thứ hai nó đã được xoay ngang, còn trang đầu tiên nó vẫn theo chiều dọc. Trang thứ ba cũng vậy, thì tôi sẽ thu nhỏ lại cho bạn dễ quan sát này. Các bạn thấy không, trang thứ hai của tôi nó đã được xoay ngang, còn các trang còn lại nó vẫn giữ nguyên. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách xoay ngang một trang giấy trong Microsoft Word. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ơi, sau khi xem video mà thấy hữu ích á, thì các bạn hãy bấm vào đăng ký kênh giúp mình, hoặc các bạn cũng có thể vào trực tiếp một video nào đó thì các bạn bấm vào đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn các bạn.